Hướng dẫn ứng dụng ChatGPT để viết bài chuẩn SEO. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Minh Phụng. Và nếu như các bạn thường xuyên phải viết bài ở trên website, thường xuyên phải viết bài ở trên blog, và các bạn gặp khó khăn khi phải suy nghĩ rất là nhiều để có thể tạo ra được những nội dung mà chúng ta đăng lên trên website, hoặc các bạn dành khá nhiều thời gian cho cái công việc này và các bạn muốn tiết kiệm thời gian hơn, các bạn muốn đỡ đau đầu hơn và vẫn tạo ra được những nội dung web hữu ích và hiệu quả, thì mình nghĩ ChatGPT là một công cụ tuyệt vời có thể hỗ trợ bạn. Và nếu như các bạn đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của mình, thì các bạn hãy bấm nút đăng ký cũng như bấm vào hình quả chuông thông báo cạnh bên để mỗi lần mình ra video thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận được những video từ mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thực hành ứng dụng ChatGPT để viết bài chuẩn SEO. Đầu tiên thì các bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản ChatGPT của mình cũng như đăng nhập vào website nha. Ok, thế thì hôm nay thì mình sẽ chọn một cái chủ đề, đó là tại sao bạn nên học lập trình. Và từ khóa ở đây là học lập trình là từ khóa chính. Còn tại sao bạn học lập trình là từ khóa dài và cũng là tiêu đề cho cái bài viết mà mình đang định viết luôn. Đương nhiên rồi, trước khi viết bài chuẩn SEO ở trên web thì chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu từ khóa trước, xem từ khóa đó nó có phải là từ khóa dễ viết hay không, có nhiều cái volume hay không. Cái công cụ mình hay sử dụng đó chính là keywordtool.io hoặc là Ahrefs. Thì đây là một cái bài mà mình chưa có viết gì cả. Ok, và mình sẽ copy cái tiêu đề này nha các bạn. Mình sẽ ghi vào ChatGPT, đó là viết outline cho chủ đề. Outline tức là cái dàn bài đó các bạn. Outline chính là cái dàn bài ha, cái dàn ý. Ngày xưa chúng ta học tập làm văn thì chúng ta trước khi viết một cái bài dài thì chúng ta sẽ phải lập dàn ý trước. Thì outline chính là dàn ý, hay còn gọi là dàn bài đó. Rồi, outline mà ChatGPT đang đưa cho chúng ta thì gồm có các mục la mã lớn ha. Thì cái này gọi là cái H2 ha, những cái H2 ở trong SEO nha. Rồi, giới thiệu nè, học lập trình giúp bạn có nhiều cơ hội việc làm nè. Bây giờ thì khi mà có được cái outline này rồi đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đưa những cái outline thích hợp qua website của mình. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bấm chỉnh sửa bài viết nè. Đây chính là một số cái header mà mình đã lọc ra, mình copy từ ChatGPT qua trên cái khung soạn thảo website của mình. Và đương nhiên rồi, chúng ta chỉ lựa chọn những cái header nào chúng ta cảm thấy phù hợp với bài viết của mình và chúng ta đưa qua thôi, chứ chúng ta sẽ không đưa tất cả nha các bạn. Và mình xin nhắc lại một lần nữa, nếu như các bạn cảm thấy cái outline này là một cái outline ưng ý, cái mục la mã này, thì chính là header 2 ở trên web nha các bạn. Và những cái dấu chấm này, nó chính là header 3, đó, tiêu đề 3. Rồi, ở đây thì chúng ta chỉ có tiêu đề 2 thôi. Thì khi mà các bạn copy qua rồi đó, thì các bạn sẽ chọn là tiêu đề 2 nha. Các bạn sẽ chọn là tiêu đề 2. Và nếu như nó to quá thì chúng ta sẽ chọn cái cỡ cho nó phù hợp. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ format cái tiêu đề này nó in đậm, cũng như là chúng ta sẽ chọn màu sắc cho cái tiêu đề nó phù hợp hơn. Thì ở đây thì tùy website của các bạn nha, tùy website của các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến hành viết bài cho cái từ khóa này, tại sao bạn nên học lập trình. Rồi, mình sẽ yêu cầu ChatGPT là viết ngắn gọn ha, và chưa tới 5 phút, thông qua 7749 tuyệt chiêu giao tiếp giữa mình và ChatGPT thì các bạn thấy mình đã tạo ra được một bài viết nó dài như thế này và mang đậm tính chất cá nhân luôn các bạn. Các bạn thấy là có những cái tên của mình ở trong đó và có những cái câu chuyện của mình ở trong đó. Thì bài viết này ngoài cái tính phổ thông là những cái kiến thức chung chung mà ChatGPT đã học được ở trong cái dữ liệu lớn, thì ChatGPT còn đưa ra những câu chuyện cá nhân mà chúng ta tự thêm vào, thì nó sẽ tạo ra một cái dấu ấn đặc biệt cho cái bài viết này. Đó, các bạn thấy. Thì sau khi mà các bạn viết bài xong á, nó giống như thế này, thì các bạn nên sử dụng một cái công cụ nào đó để đo lường SEO. Ví dụ như là ở đây thì mình sử dụng là răng mắt SEO, hoặc là các bạn có thể dùng Yoast SEO để các bạn đo lường xem là cái bài viết này nó có đầy đủ cái yếu tố cho việc SEO hay chưa. Ví dụ như là về từ khóa, hay là về những cái cấu trúc đoạn văn, hay là về là bài viết này có những cái header hay chưa. Thì các bạn nhớ là sẽ sử dụng răng mắt SEO hoặc là Yoast SEO để đưa cái từ khóa đó vào trong cái focus keyword, thì nó sẽ chấm điểm cho chúng ta. Đó, các bạn thấy
Đó, các bạn thấy là bài viết này hiện tại rất là ổn rồi nha. Nó đạt là 70 trên 100 điểm là do mình chưa có tối ưu thêm những cái yếu tố ví dụ như là internal link hay là external link hoặc là những cái đoạn khác đó. Thì các bạn hãy tập trung tối ưu cái bài viết. Ngoài kỹ thuật nãy giờ mình giao tiếp với lại ChatGPT thì đây cũng là một kỹ thuật mà các bạn cũng có thể tham khảo để viết bài trên website của mình chuẩn SEO. Đó là hãy đặt câu hỏi yêu cầu với lại ChatGPT là hãy viết bài 1.000 từ chuẩn SEO cho website về chủ đề tại sao bạn nên học lập trình, với từ khóa chính là học lập trình xuất hiện 2%, thì ChatGPT cũng đưa ra cái bài viết giống như thế này nha các bạn. Và đó có những cái phần header luôn nha các bạn, có những phần header luôn thì các bạn cấu hình nó khi mà các bạn đăng lên trên web, và khi các bạn thấy cái bài viết nó đang viết mà nó ngắt quãng thì các bạn chỉ cần bấm là viết tiếp là được nha các bạn. Chúng ta sẽ đạt được một cái bài viết là một cái điểm SEO nó cao nhất. Thì hy vọng rằng qua clip này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cơ bản nhất để các bạn có thể sử dụng ChatGPT để lập dàn ý, lập cái outline cũng như là viết bài cho bài viết của mình một cách chuẩn SEO. Và nếu như các bạn cảm thấy video này có ý nghĩa, có giá trị với bạn thì chúng ta sẽ bấm nút đăng ký kênh để các bạn sẽ nhận được những video mới nhất từ mình.